chương trình này. Các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông trên địa bàn thủ đô. Vào thời điểm này thì có lẽ một trong những khó khăn và trở ngại nhất với những người tham gia giao thông đó chính là trạng thái thời tiết khá là bất lợi, trời vẫn còn mưa và phần nào sẽ gây cho tuyến đường bị trơn trượt và cản trở tầm nhìn của các bác tài. Và chúng tôi cũng có nhận được một số những thông tin khuyến cáo của Công ty thoát nước Hà Nội thông báo về những địa điểm mà các phương tiện giao thông cũng cần phải lưu ý, đó là tuyến đường Nguyễn Huyến trước cổng trường Lý Thường Kiệt, tuyến phố Trần Bình là trước cổng Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch cho tới bệnh viện 19 tháng 8, tuyến phố Cao Bá Quát cổng Công ty Môi trường Đô thị cũng là một tuyến đường chúng ta cũng nên lựa chọn và có thể là vòng tránh